mà phải có gặp những người đọc trại mới được rồi vô có trò chơi dân gian chứ em. Rồi bây giờ em mời hai anh đàn như bình thường nữa. Này. Rồi em mời anh Trung luôn. Không bây giờ là chưa cái gì đây. Bây giờ là chưa cái gì đây. Mẹ nó hai người đi quá. Nam nó hỏi nam nữ chia đôi còn nhiều. Những phần quà đến từ nhà tài trợ đó chính là anh Cường và anh Trung. Thì thôi bây giờ trước khi chúng ta bước vào cuộc thi bước qua lửa đạn thì giờ chúng ta bắt đầu nhập trại. Rồi bây giờ số 1 bắt đầu. Số 1 bắt đầu, ai là số 1 đầu tiên? Đây, trong đó có hai điều ước. Anh ước gì thì anh cứ qua đó rồi người ta sẽ ban cái bằng cho anh. Đây. Đây anh, đi đi. Rồi à, đây. Anh tới đây là gì? Dạ, xin cô thành con gái. Cho nhảy bắt giò. Thôi được à. Số 3, tiếp số 3, xin mời số 3 cứ lần lượt chúng ta cứ liên tục. Số 3, số 4 di chuyển, số 3, số 4 di chuyển. Vô đây em, vô đây. Số 4 vô luôn, số 4 vô luôn. Hoa khắc ha. Dạ, người tới đây để làm gì? Anh tới làm gì? Tao như video hết á. Em sẽ... Cái gì vậy? Rồi. Rồi. Come on.
Thứ hai là
nhớ chưa? Cái đó mình đã gì nhớ không? Tùng tùng, rồi. Thứ ba, keng keng. Keng keng. Rồi móc cho nó luôn ra là chị cái. Rồi. Keng keng. Rồi đây là thùng thình. Ha, à, nhớ chưa? Tự nhớ số 1 của mình là gì? Số 1 của mình là gì? Rồi, tò đe. Số 2. Tò đe. Rồi. Rồi bây giờ mình được mấy mi, hai mi thôi hả? Rồi bây giờ chủ chủ yếu quan trọng là di chuyển phục vụ chị nha. Thí dụ như chị vô ngón lên tranh thủ em phục vụ chị nha, được không? Rồi bây giờ nháp nghe, nháp đâu, nháp đâu? Nháp đâu, nháp đâu? Nháp đâu, nháp đâu? Rồi dưng tay lên, nháp đâu, nháp đâu? Nháp đây, nháp đây. Số 2. Câu tùng. Số 3. Đen kiện. Rồi, nhớ chưa, được chưa? Rồi, nhưng mà khi mà... Bây giờ chuẩn bị đi, hai đội chúng ta giờ chỉ đi ban đầu. Này mới là khởi động thôi. Đấy. Tùy hai đội bây giờ là mỗi người 20 hay là 10 ngàn. Bên đội bom là bao nhiêu? Bên người bên đội bạn nhiêu mình nhiêu? Bao nhiêu? Bên đội bên này bao nhiêu? 20. 20, 30 có 300 ngàn mới được. Chứ thì không có sợ tốn, nhưng mà chỉ có sợ tốn tiền thôi. Rồi bên đội không có chịu thách đấu cũng như là 20 ngàn không? Rồi mỗi thành viên đội nào thua sẽ đóng vào công quỹ là 15-20 ngàn. Cái tiền đó sẽ chi vào tiền nhậu tối nay. Ok chưa? Đội trưởng bên này thách đấu đội trưởng bên này 50 nữa. Đá riêng 50 luôn anh Hòa, đá riêng với Thông 50 triệu không, nhận không? Tôi phóng hoạt rồi luôn. Rồi bên kia 700 luôn kìa anh Hòa, nhận không? Bán 700. Ủa, ở đây chơi là trò chơi, như giống một cua rồi sợ. Rồi bây giờ ra trò chơi đi. Đây, chuẩn bị. Tự lắng mình tiền kìm chứ đây. 3, 2, 1, bắt đầu. Yo, yo.
xa đi. Chứ bông hoa hư ghế. Vậy là 14 viên kiểm tra xí ơi. Còn 1 viên là được chính xác. 13 viên thì bên này cũng cho 13 viên. Chứ bắt trở lại tội ta lắm. 13 viên thì bên này tính ra 13 viên. Đúng không? Chứ bắt tôi quay lại tội. Rồi, hiện tại là 13 viên. Cho phép chúng tôi mới được công bố thời gian của đội anh Thông là 3:02.38. Đây. Xong thì chúc tính. Ủa chị hai với chị là bị lỗi vậy hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ thời gian bắt đầu. Vô vô nhặt lên. Một viên nha, không được lấy hai viên nha. Lẹ lên, Trung qua, trời ơi, có chân ngã cái ghế nha. Một phiếu, Trung cũng giỏi quá ta. Nhớ mặt quần cái chân ló nha. Lẹ lên, trời ơi. Cái chân ghế, trời ơi, ta xúc cái quần kìa. Quần kéo bộ con té rồi, trời ơi. Nhớ chúng ta Trung qua ghế là kéo hồn tiên rõ ràng để hàng nhỏ nó tùm lum tùm la nha. Mọi người nữa đi đủ.
mời đội thắng là thua. Hai hàng dọc đối mặt nhau, hai hàng dọc đối mặt nhau, hai hàng dọc đối mặt nhau, 15 người đối mặt nhau. Xác minh lại ban giám khảo. Hoặc bây giờ đây trên tay tôi là một ly rượu, đội thắng sẽ phạt đội thua, nam là một ly, nữ là nửa ly, và đội thua không được đụng tay và phải để cho đội thắng rót cho miệng. Mấy thấy nam ly, nữ nửa ly, còn bên đây mấy ly? Hai ly. Đó, chấp hành đây, chấp hành đây, mấy quay phim chụp hình, còn quay phim nữa kìa, cái máy quay nó quay thẳng cho mình luôn á, cho ý kiến đi. Phải cho bên thua có anh Huệ chứ, thì sao có chờ này còn chờ nữa mà. Không, bây giờ hồi nãy đâu có nói là phạt rượu đâu, phạt tiền. Ba tôi chắc là bây giờ thích phạt thêm nữa hả? Phạt đi, ngay uống ly vậy đó. Chờ kiểm tra chưa được trước, chưa có tiền. Bây giờ đối diện nhau đi, chưa được đẹp, để còn quay phim nữa, từ trên chứ, từ quay xuống là ra hơn ta đĩa đó còn đỡ xấu hổ. Đúng rồi. Chọn á, xấu hổ chọn á. Rồi bây giờ xin mời danh dự bị phạt. Bạn Bảo, chỗ đây. Xin mời bạn Bảo sẽ phạt anh Bảy trước. Xin mời anh tiến lên một bước, hả hông ngửa lên trời. Đứng hàng vô, đứng hàng vô, đứng hàng vô. Đứng hàng vô, đứng hàng vô nha. Phạt lên này, lần sau đừng như vậy nữa nha. Một ly, nam một ly, nam một ly, nữ nửa ly. Một, rồi. Hai, đưa tay lên các bạn ơi. Các bạn uống rượu đi ngon kìa. Trời ơi, đã. Rồi, đau vỗ tay lên. Đi rượu cảnh cáo nè. Rồi, có cho bạn lạnh, bạc biên. Mà đá mà chung khâm chú, bạn nó lùng lắm. Thôi bây giờ xí xóa đi. Cho ai được, cho giao lưu.
giao cái video này cho đội trưởng của đội đội B, đội tiền đội trưởng đội A. Lấy tiền đi. Giao luôn hả? Giao luôn hả? Đội trước đi, giao luôn sau. Bây giờ trồng cái phần cũ 300 ngàn cho ban tổ chức cái đó, tính tiếp. Tính đi cái gì, tiền bạc xong. Đồng tiền nó đi điên, cục ruột bác. Tôi nói này nãy giờ, chơi gì cái cha người ta thua mà, tao không được cầm đi đô nè, tao không được cầm đi rượu nè. Rồi mà tao quê cái ông lộ chánh nhạc nè, thua nãy nó không? Nhanh đi, nhanh đi, còn trò chơi tiếp theo nữa. Ok, giờ đi, hai đồng lượng cho luôn đi đủ dữ hả? Đi. 300 ngàn, lấy hướng trước đưa ra 300 ngàn. Hả đâu 300? Mỗi người 20, anh người ta có chơi 10 ngàn, anh chơi 20, anh lấy 1 triệu chứ. Anh có trách nhiệm thu tiền của bên đội của anh. À, quý đội 300 hả? Quý đội 300. Trời ơi, trẻ có cưng chó đó trời ơi. Nhưng giờ hai đội trưởng được giao lưu uống rượu không cái chút xíu mình tặng tiền cho ban tổ chức nữa. Yên tâm, tức là những anh em đây mình hùng tiền, đội thua hùng tiền thì ở đây mình với chị Diễm được cũng hùng chung để cho vui thôi, không có gì hết, mà gửi là vui là chính. Nhưng biết rồi, đừng nhắc thứ kỳ nó chọn cậu. Nhanh đi, tới trời đất bóng. Quay lại chính tiền bạc làm gì. Anh trưởng, cẩn thận, thấy nó đâu vậy chứ nó bị đời đó. Tối nay xúc sổ nó luôn. Rồi, bà, vô. Bà, vô. Rồi, nhanh đi để mình tiếp tục. Ôi, trù bà, trù ghê quá. Nói vậy cho mình chơi cho vui thôi à, ăn thua gì chuyện bình thường, nhưng mà thắng thì nó vui hơn, thua thì buồn chút đỉnh. Thông cảm đi, chơi là phải chấp nhận. Ban tổ chức Hùng nó uống đại diện cho bên thắng rồi, Diệp uống đại diện cho bên thắng. Anh ráng cười đi, tôi khóc. Bây giờ xin mời tất cả anh chị em mình, mỗi người một chiếc bong bóng. Ở bên phía nông Thúy ơi, chuẩn bị bong bóng cho Hùng ạ. Mỗi một anh chị sẽ còn cho mình một chiếc bong bóng vào phía trước của đì trước, tức là chưa bụng trước á. Nha. Yeah. Trong đó có dây thun, nếu mà nó dây thun mà ngắn quá thì mình nói hai ba sợi vô. Yeah. Rồi trò này thì không phân biệt. Chỉ là đi lấy mới nước lại đây con. Trò này thì không phân biệt sức khỏe nha, trò này thì không phải lăn lộn. Có thun mà, có thun, con bóng có thun luôn. Rồi mỗi người trên tay một cái bong bóng, tự thổi tự cồn. Đàn ông mà mặc áo thun. Rồi mẹ bánh luôn rồi. Bạn được đủ cặp. Rồi bây giờ xin mời anh Thông, anh chia cho anh được bao nhiêu cặp? Anh chia trước đây để biết bên kia dương rồi chứ rồi. Hay chồng tôi là ép các cặp tôi ra. Rồi tiếp tục tới ai? Hả? Cái này mà đúng là vui á, là phải một nam một nữ, một nam một nữ mới vui. Tí. Mà tại nữ thiếu. Tí Yên, em có ý kiến gì không? Rồi bây giờ cặp số 1 của đội B, tức là bên đội anh Hòa, cặp số 1, bốn tay nắm nhau. Rồi bây giờ bốn tay đặt lên vai nhau. Anh bấm giờ nha, chuẩn bị nha. 3 Ủa Hùng ơi, di chỉ vô giữa hả? Giờ anh thẳng thôi. 6 cặp. Bây giờ nè, hiện giờ là máy trực tiếp chúng ta đang quay cho chúng ta phải trả cái vị trí để cho nó có đèn. Rồi, bốn tay đặt lên vai nhau, ôm cổ nhau. Rồi, ôm cổ nhau. Khi mà đếm 1, 2, 3 thì y như vậy, chuyển lên tới giữa đây. Rồi bắt đầu mình làm bể nhau. Rồi, chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Vô giữa. Rồi, nhấc cái gì?
Đâu anh Hòa lên đây uống với đội trưởng nè, anh Hòa đâu rồi?
Anh Hòa, anh Hòa bước qua đây để uống với đội trưởng kìa. Bắt đầu. Bắt tay xã giao đội trưởng. Rượu đâu, rượu đâu? Rượu đâu, rượu đâu, rượu đây, rượu đây. Có rượu rồi. Bây giờ bên tôi hấp dẫn quá. Anh ơi, anh cứ rót từ từ cho họ uống, từ từ cho họ thấm. Họ đau đớn như thế nào? Hồi nãy giờ mình bị sao mà cứ làm trực quẹt ta như vậy? Vậy vậy đổ tùm lum anh. Nè đàng hoàng, nó rau nhiều lắm, nhớ là cho nó thấm rau đầy đủ rồi mới cho vô bụng nha. Vàng quá à. Vàng quá à. Rồi đưa cái mỏ lên. Đơn giản quá à, tràn lắm. Lá còn thêm giật thành lá nữa, từ từ anh. Rồi bắt đầu. Đúng đúng đúng. Bỏ tay ba vô. Bên này đúng, bên kia, bên này đúng, bên kia. Đúng bên mất hỏng dở hỏng lên luôn. Mình đau đớn sao mình làm người ta đau đớn vậy nha. Không có tha thứ được, không có tình cảm. Có yêu nhau thì tối làm gì làm, bây giờ thích sát phạt luôn. Còn tối nó muốn hôn nhau thì cứ hôn. Anh ơi nói vậy chứ mình cứ đúc đi để người ta thèm. Đúc đi anh Thông ơi, để người ta thèm quà, nãy giờ thèm dữ lắm rồi. Ráng lên quà ơi. Nuốt. Trời ơi. Ráng lên. Trời ơi. Cái dòng uống rượu mà thử này biết chết rồi. Thèm uống rượu mà anh đau bụng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Uống rượu vậy đau khổ quá. Bên đây người ta uống nó ngọt làm sao bên kia uống nó. Đúng cho anh Nam đi. Rồi tới gì lúc lẹ hốt cổ lắm. Để quay phim, quay phim này à. Để đây cái hình ảnh luôn. Ừ. 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 Uống ở trên mà ướt luôn ở dưới. Tội nghiệp quá. Đâu ai có chứng cứ chứng cứ. Đâu trắng không trắng luôn. Trời ơi, chưa uống mà làm cái gì đâu dữ vậy trời. Em đúng ơi, mà nói á, các bạn có thấy người kia tôi vậy phải trả thù mới được. Tao nữa nó gặp trai nó dẹo. Má ơi luôn á. Thằng không quên á, đứng im lặng không muốn rợ còn ai nữa không? Còn ai
Rồi chúng ta cùng bắt tay nhau để siết chặt cho cái tinh thần của cái đội nhà mình. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa. Rồi tắt nhạc nha, cái này là chúng ta không sử dụng nhạc. Câu lại
kia nó đứng cái nó ngoáy vậy cho má xịt, má xỉu luôn, tắt hơi luôn. Này, cái gì vậy má? Ô đàng hoàng nha, má âm đúng từ hoàng. Cho mày ôm, không phải ôm nha. U, u. Nói rồi, chào phải giao nhau rồi. Ba, hai, một, bắt đầu. Mấy em lên lên. Ai chưa? Đếm lại đi. Một, hai, ba, bắt đầu. Lớn lên, trả lời lên. Chị đó, 400 ngàn là nằm ở chị đó. Nắm mắt lại. Đây là quyết
đúng rồi. Nói chung là bên mình là từ quá từ Thành ơi. Hai em chị này là quyết định 4 năm nè. Thôi bây khoan bây giờ. Bây giờ tất cả những đại diện quay mặt ra. Đúng rồi, quay mặt ra ngoài. Đúng rồi. Đi về hết luôn. Đây, 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 đây. Mà không được ai nói lời nào. Đúng rồi, đúng rồi. Những người đã đi xong rồi là đứng bên ngoài không được mấy động với hai người. Bỏ luôn, bỏ luôn. Quay ra, bên kia ra, bên kia ra. Rồi, cảm thấy nó hơi lạ hơn nữa rồi. À, xe đây nha, bây giờ không được thấy động nha. Quay mặt ra, quay mặt ra bên ngoài hết luôn. Rồi, quay mặt ra bên ngoài hết đi. Đúng rồi, 13, tôi chứng ở đây rồi. Quay ra. Đưa video ra ngoài, đưa video lên đây. Đưa video lên, quay mặt ra. Các bạn đã làm thi rồi, mình quay mặt ra cho các người khác đi. Quay mặt ra. Quay mặt ra. Quay mặt ra. Thôi, đừng nói nữa. Đừng nói nhiều quá, mất tâm lý. Rồi. Rồi nha, bây giờ thời gian lắng động nha, lắng động nha. Rồi. 1 2 3 bắt đầu. Rồi bắt con xỉu luôn này, bắt con xỉu luôn này sao? Tao nói rồi. Đừng có tự tin.